những bước đi đầu tiên trên quê hương Việt Nam sau 21 năm lưu lạc nơi xứ người. Và chị đã khóc. Chị khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt hạnh phúc và một cái ôm thấm thiết của tình mẫu tử. Hôm nay chị đã quay trở về. Nhưng ngoại của chị, người mà mong chờ cháu quay về từng ngày, đã ra đi mãi mãi. Mãi mãi. Cô gái khờ dại bị gạt bán hơn 20 năm về trước lại về với gia đình, với những người thân yêu nhất. Và hôm nay, cho phép Bùi Hồ xin kể lại câu chuyện này, một cái câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, được mang tên Chuyện của Duyên. Em người Việt hả? À, em đang làm gì đó? Lượm ve chai. À, thôi khổ rồi, trời ơi. Em với anh này lượm đấy hả? À, có một anh đang lượm nè. Còn chị Duyên, chị ở Long Xuyên ở phường nào? Phường Mỹ vậy? Mỹ Phước. Ủa sao chị không chịu về Việt Nam? Không có tiền về. Chị muốn về Việt Nam không? Chị muốn về Việt Nam không? Về với gia đình thì sao? Không, bị nghe bạn dụ qua. Bạn dụ qua? Ôi trời ơi, dụ qua sao? Kiểu mà đi qua bên đây chơi nhớ rồi, nó có ba mẹ nó bên này có công an chỉ làm, chỉ làm đó. À, làm gì đàng hoàng. Chị qua đây bao nhiêu năm? 15 năm. Năm nay là chị 35 hả? 35 thì 25 tuổi chị qua đây. Rồi ba mẹ không có liên hệ với chị hay sao? Mất liên hệ. Mất liên hệ luôn. Chị có muốn nhắn nhủ lời gì với ba mẹ của mình khi xem được clip này không? Ba mẹ chắc mình cũng không biết nhớ mặt ba mẹ em. Chị có mấy anh em? Còn một người em trai. Chị tên gì em quên rồi ta? Duyên. Duyên, chị Duyên. Còn một người em trai. Ôi trời ơi, bị bạn dụ qua bên đây hả? Rồi sao chị không bạn ở sống định cư bên đây hay sao? Định cư mà giờ rồi bạn đi tới đâu luôn, nhắc qua tới đây rồi nó dụ em đi vô chỗ cái chỗ mà xa gì đó, tại đó rồi mượn tiền rồi bỏ đi đó rồi. Lúc đó chị đi là bao nhiêu tiền, là bạn nam hay bạn nữ? Bạn nữ. Dụ như thế nào? Nó qua đây nó tạo nó có công chuyện làm, cứ đi làm đi mai đồ đi thì có bán một kia vậy đó, mẹ nó bán một xíu bán một quê gì bên đây là qua đây làm mẹ. Rồi mấy bạn bè ở sớm cũng đi chung rồi qua đây nó chắc mình đi lộn chỗ quán massage còn đó thì nó bỏ mình đó rồi. Bỏ trong quán massage hả? Dạ, nó mượn tiền rồi nó bỏ mình đó rồi nó đi mất tiền. À, có nghĩa là chị bị bán qua Campuchia này đúng không? Mà chị ở làm ở trong massage là bao lâu? 5 năm. 5 năm. À, chị qua đây chị có chồng của con trước không? Chị qua Tây Ninh chứ đi qua Tây Ninh rồi. Qua thì đó là về Tây Ninh. Cũng chưa tới Tây Ninh đâu, gần ở làng Cửa Tổ. Em trai của chị là ở Việt Nam là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi con gà, cũng ba mẹ của chị còn sống không? Không, ba thì cứ mẹ thôi, lâu lâu rồi. Mẹ thì còn sống mà còn ba không biết sống chết sao, ba thì bỏ, không có ở chung ở làng nữa. Hồi đó giờ chị không có cách nào để liên lạc với gia đình của mình? Không. Đi lên đây không có quen biết ai, không bạn gì đâu. Nó mượn tiền rồi nó bỏ nó đi rồi không có biết quen ai, là gán làm hoài nợ thiếu nhiều người ta mượn bán mình luôn, cứ nó biết làm hoài ngày mình cho cơm hai buổi mà bữa nào bệnh mà không chịu làm rồi nó đi khách hơn là đau đánh hả? Ai đánh?
À, chị có muốn nhắn nhủ lời gì với đây gia đình của mình, địa chỉ của quê nhà chị ở đâu để ba mẹ của chị biết có thể liên hệ với chị? Mình muốn về nhà lắm nhưng mà không biết làm cách nào để được về gia đình. Giờ có gặp mấy người ở xóm nói là ông bà ngoại mất hết. Ba mẹ của chị tên gì nè, chị nói với. Mẹ tên Hội, ba tên Đức. Mẹ tên Hội, ba tên Đức, em tên gì? Em tên Đế. Gần nhà chị, gần nhà ai? Giờ còn có Sơn nữa nè. Tại nghe trái cây Úc Đo. Hả? Trái cây Úc Đo giờ đổi lại là Kinh Xuyên. Trái gì? Trái cây. Trái cây gì? Úc Đo sao lại giờ đổi lại đổi tên Kinh Xuyên. À. Nếu mà ba mẹ cũng nghe thấy được con như này khổ như ba mẹ nha. Có ai quen có đi lên xuống đây để gỡ tiền con được như vậy quá. Chụp với gần ba mẹ nha. Chị có giấy tờ gì không? Ở Việt Nam có, đây có. Thì Bùi Hồ sẽ theo bước chân của hai bạn này một tí xíu ha, coi cái cuộc sống như thế nào. Cái thùng rác như thế này nè, rất là hôi luôn cô bác quý anh chị. Không ngờ người Việt ở đây lại cũng có nhiều người khổ như vậy. Mình đứng xa để quay cái cuộc sống của anh chị. Ồ, mình mới cho tiền mua bánh ăn. Bánh này nhiêu cái anh? Cái ngàn. Cái ngàn á. Ồ, cô Hương là người Việt ha. Ồ, mình mới cho 2.000 là mới mua bánh ăn luôn á. Dạ. Ồ, cuộc sống mà bây giờ biết làm sao hơn. Bé nó muốn đi về lắm hả chị? Bé đó nó muốn đi về, nó thẳng câu nói là em nói nãy, hôm nãy em gặp em lên em cũng mừng, em tặng nó đây là cho em mừng á. Là anh giúp đỡ đừng nhỏ nó đi về rồi đó, em mừng rồi. Tại vì nhỏ nó nói chung là nó cũng khổ, nó sống với chồng nó cũng khổ lắm. Nói chung là mấy đứa này thì em không có hiểu, nhưng mà con nhỏ đó không biết nó lắc lạc từ lúc nào á. Thì em không biết, nhưng mà con cái chừng mà em biết nó, em cũng giúp cho nó nhiều lắm. Nhưng mà có cái mà em nghĩ rằng là người Việt Nam với nhau thôi. Rồi thấy nó đi về đó, nó muốn về, nó hỏi muốn về không, nó nói dịch bệnh gì đâu có ai về đâu. Còn nó đi nói chung là phát lạc lâu lắm rồi, em đây là bao nhiêu năm mà em gặp nó thì em thấy nó khổ rồi, nó muốn về, nó nói giờ nó muốn về lắm mà nó không có tiền về. Thành ra nói nếu mà có cơ hội này anh lên, anh giúp đỡ được cho nó đi về ở nhà, nghe nói nhà nó lên Long Xuyên á, anh giúp đỡ đi dùm cho nó đi dùm đi. Dạ. Anh này cũng bị thần kinh thôi mà. Nói chung con câu nói là nó không có ấy. Mà cái kiểu nó vậy đó, nó quấn chỗ này hoài à. Nó quấn chỗ này nó tét đầu tét cổ hoài á. Bởi em nói là nó nói là nó không muốn ở với những thằng này, nhỏ này nó bỏ nó đi rồi, nó trốn nó đi rồi mà nó không đi mặn con tay rồi, nó cũng quấn thằng nó lấy tiền nó mất đi về á. Thằng này mất ra nhiều gặp nhiều thằng này quấn con nhỏ này hoài, lấy tiền hoài luôn á. Bởi vì em nói là anh có cơ hội nhưng giờ mà cũng ở khẩu rồi đó, anh giúp đỡ cho nó đi về giùm em đi, nó ở bên nghe nói là nãy không nãy phải tỉnh nó ở Mỹ Phước Long Xuyên. Dạ. À, thì cái đó anh giúp đỡ thì cho nó đi về á. Nhà nó hình như nó không có nhà mà nó đi ở cái chòi đó dưới mấy sông này nè. Dạ. Ở dưới mấy sông mà chẳng có cái sông này nè. Dạ. Đó, em biết thì em nói vậy thôi, anh giúp đỡ giùm cho nó về đi. Dạ rồi, em cảm ơn chị ha. Rồi rất mong là thông tin này gia đình sẽ nhận được và có thể là làm thủ tục giấy tờ để đưa cho em về lại Việt Nam một cách an toàn. Dạ xin chào, hẹn gặp lại cô bác với anh chị ha. Chào chị ha chị. Và hẹn gặp lại ở chỗ video clip sau ha. Chị
thiệt, nó vợ gặp tôi không bẻ nó nhìn không ra mẹ nó luôn nữa. Chứ nó nói đúng lời là thiệt, vợ nhìn nó biết ra mẹ, tại vì nhỏ lớn nó ở với ngoại nó không à. Khổ đi bằng ăn cũng ít, cũng về ngoài gia đình này thăm người ngoại nó thôi. Ý là mắc rồi bà ngoại, ông ngoại nó cũng đi kiếm hoài cũng không được. Rồi ông ngoại bà ngoại nó ngày ngày không hay tin tức gì thì nghỉ lâu quá rồi cũng là nghĩ nó chết thôi. Chứ nếu nó còn sống người này người kia người ta cũng phải gặp nó. Nghĩ nó chết sao, nghĩ nó sống sao đó, còn trên mạng á. Nhìn thấy mà nếu nhìn tôi cũng ra nhìn ra con tôi đã lúc kia cái mặt của nó gan tôi à, nó mặt nó tròn lắm. Xanh nó ra là mặt nó tròn, cái mặt nhìn, nó chỉ nó nhìn sơ ra là nó biết. Nhìn nó không ra nó luôn, nó nói tên cha với tên mẹ, tên em nó, tên nó. Ngoại nó để lại nè, nhà lúc ngoại nó chết sụp sụp, nhà nó tệ lắm. Giờ tôi cũng bây giờ biết gì hơn nữa. Cũng sống với nghề phế liệu không mà, xứ này phế liệu không. Từ thở nào tới giờ? Từ đó giờ cũng đi lượm dây chai vậy không. Chiều kéo xe đi lượm 7-8 giờ tối, 8-9 giờ tối về. Cô tên là? Trần Hồng Thổi. Cô là Trần Hồng Thổi ha. Đây là cuốn sổ hộ khẩu gia đình của chị Duyên. Và mình đang tìm cái tên của chị Duyên á, để chứng minh rằng là chị Duyên đây. Ôi, Trần Thị Trang Duyên, sinh năm 1989, tức là như chị nói á, mô tả là ở xã Mỹ Phước, Long Xuyên, dân tộc Kinh. Ôi, hôm nay thì tìm được chính xác rồi. Đây nha cô bác anh chị. Và trong các video sắp tới thì máy nên sẽ làm sao, làm cách nào để đưa chị Duyên về nước và để cho hai mẹ con đoàn tụ nha cô bác anh chị. Có một cái thông tin đáng mừng, đó là mình có được cái sổ hộ khẩu chứng minh là nhân thân, là người thân của mình. Thì lúc đó cái việc mà bảo lãnh chị Duyên về sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mà không có sổ hộ khẩu hoặc là không có giấy khai sinh thì sẽ rất khó để đưa chị Duyên về Việt Nam. Và cái hành trình mà của hai anh em á, cho chị Duyên gặp lại gia đình sẽ còn ở video tiếp theo ha. Khóc rồi chị, khóc rồi. Mẹ nè. Mẹ khỏe không mẹ? Khỏe, sao còn sống rồi sao không về? Tại sao còn sống rồi chịu về mà tưởng đâu ông chết, ông có một bà ngoại chết rồi. Ngoại mới chết à? Ngoại mới chết chưa được 1 năm nữa, tại sao còn sống đó rồi đâu, con không về? Không về thăm bỏ, bất cứ từ ngoài luôn. Ai cũng nghĩ là chết hết trơn chứ đâu có nghĩ mà sống đến ngày hôm nay đâu. Giờ nhờ mấy chú này phải đeo theo để về Việt Nam, về ở nhà ông bà ngoại nè, bà ông bà ngoại về làm lại từ đầu, chứ tuổi còn đã lớn rồi đâu có còn nhỏ nữa. Mà nghĩ con chết không bao giờ nghĩ con sống ngày hôm nay đâu. Đời của mẹ khổ quá. Đời mẹ khổ, mẹ gặp con còn khổ hơn mẹ nữa. Thiệt. Mẹ khổ dù sao mẹ cũng đỡ mẹ ở xứ của mình, con ở xứ người. Tưởng chết còn bỏ mạng xứ người rồi. Nghĩ là nó đã bị bắt bán qua Campuchia là nó chết luôn rồi. Không có nghĩ là bây giờ nó còn sống. Nghĩ là nó đã chết rồi, vì mấy em tìm được như vậy là cả xóm đều khóc luôn. Bà mấy bây giờ 50 mấy tuổi, giờ mình thấy đau lòng hết sức rồi. Tụi con có nghe được nói rằng là bà ngoại của chị Duyên á thì thường đi đạp xe đẹp, đạp để kiếm chị Duyên, thì lúc đó cái hình ảnh như thế nào? Trời ơi, hồi đó bà đi kiếm đó, bà chạy vòng chợ rồi nè, bà đi kiếm nó tại nó rồi chơi đâu trên chợ. Rồi bà đi kiếm tối là chiều nào bà cũng chạy, bà đi kiếm nó nha, tội nghiệp bà lắm. Rồi bà đi lượm bọc. Bà đi lượm mà bà đi cũng như là bà để cái bao trên cái xe đó. À, bà cũng khổ lắm rồi bà mới đi lượm bọc, lượm da chai đồ rồi bán kia đi, rồi đi kiếm rồi cũng đi tìm đi kiếm dữ lắm. Mà đi không gặp được đâu đó. Đó bây giờ đó nó mập đẹp lắm như người ắn vậy đó. Bây giờ đau lòng lắm em ơi. Có ai nghĩ rằng là chị Duyên bị bán sang Campuchia hay là chết hay không? Nghĩ là nó đã bị bắt bán qua Campuchia là nó chết luôn rồi. Không có nghĩ là bây giờ nó còn sống.
nghĩ là nó đã chết rồi, vì mấy em tìm được như vậy là cả xóm đều khóc luôn, rất là mừng. Ờ, chia sẻ cho mấy cô biết á, là cái nhà nè, cái nhà là cái chòi á, mà xưa nó rất là đẹp, mặt ngoài chòi chị đẹp lắm, mà cũng ở xóm riền ở cũng ngoan hiền lắm chứ không có phải như người ta, rồi tự nhiên là mất tích rồi cũng không ai biết được là mới lớn lên là bị mất tích rồi. Bây giờ là cũng cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mấy em đã tìm được về, cho nó về quê đi. Kệ nó nghèo nghèo về đây có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo chứ để sống gì, thấy đau lòng quá, đau lòng rồi em ơi. Nghe mọi người kể là bà ngồi cứ mỗi buổi chiều á là đạp xe đạp đi kiếm cháu. À, đúng, chiều là bà đạp xe đạp đi vòng 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 chợ bà kiếm đó nè, với hồi xưa mà ở trên chỗ mà chợ rau mình đó, trên dãy chợ gạo đó là có hồi xưa là có cái tụ tập đó, mấy cái người tụ tập đó, chiều này bà cũng chạy vòng vòng lên đó bà kiếm đó, nên thấy đau lòng quá thôi kệ nó. À, nghe mọi người nói rằng là chị Duyên đó cô, là ở xóm mình rất là hiền, có giao tiếp với ai, nhưng mà tại sao là chị Duyên chơi. Dạ. Cũng như là không có giao tiếp với ai, lâu lâu đi ra đường là bị gạt luôn, không giao tiếp với ai hết, thời buổi đó ai cũng bị gạt hết trơn. Con nhỏ ở đây cũng có một đứa nó cũng đi ra đường cũng bị hiền, cũng bị khùng, cũng bị bắt lên Nam Giang vậy đó, nó rất là hiền, là đi ra đường là bị người ta gạt luôn chứ không phải là gì, người hiền nó đi ra nó lấy nó đẹp quá đó, rồi cái đi ra tới đường là người ta dụ là đi luôn. Bên kia họ cũng lo cho mình vậy. Cái những người bạn của mình rất cảm ơn, những người bạn họ cũng không muốn nêu tên nhưng mà họ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. À, từ hôm qua giờ anh nói anh lúc anh điện mình lúc 2 giờ sáng rồi đó, anh cũng đang cắm nhang là cho cái chuyến đi nó thành công. Bây giờ thì không biết tình hình như thế nào nữa. Thật ra hai anh em đang ngồi trên xe nhiệt độ cũng khá là thấp, nhưng mà hiện nay hai con người hai anh em nóng gan à, tại vì rất là lo lắng mọi người. Đây là một cái hành trình mà cực kỳ lo lắng luôn á. Bên Campuchia thì người ta vẫn còn lo lắm, lo hơn mình luôn á. Ờ vậy hả? Cố giáo vậy. Lo lắng cũng lái chậm chậm thôi nha Phong. Đây cho cô bác chị xem cái cửa khẩu đi anh. Đó, đây là cửa khẩu Mộc Bài, một trong những cửa khẩu chính ngạch lớn. Lần đầu tiên mà Bùi Hồ mà được Phong mà đi hướng dẫn đi sang Campuchia đó chính là cái cửa khẩu này, đi bằng xe khách. Sau mấy tháng, sau hơn 4 tháng thì hai anh em quay trở lại cái cửa khẩu này, một trong những cửa khẩu chính ngạch thuộc tỉnh Tây Ninh, bên kia là tỉnh Pa Vét của đất nước Campuchia. Thì bây giờ cũng đang rất là hồi hộp, tâm trạng thì khá là lo lắng. Có nhiều cô bác quý anh chị nói là thôi đi về đường chui, người ta đi qua bằng những cái con đường sòng bạc nó cũng dễ mà. Nhưng mà thật ra thì như em Phong chia sẻ đó, cái gì nó hợp pháp thì nó sẽ sau này sẽ dễ dàng hơn. Rất lo lắng. Đêm qua Phong thì cứ 4 giờ thức dậy rồi, cứ hỏi sao không ngủ thì Phong nói là em ngủ không được. 4 giờ thức dậy hai anh em lật đật chuẩn bị đồ 5 giờ mấy đi luôn hay Phong ha. Nếu em đón được thì báo để anh biết, anh còn đi về nhá. Ui, có hình chị Duyên nè. Cập nhật mới nhất. Đó. Vậy là mình phải chờ nha. Mình phải chờ cái người nào mà cái áo màu hồng này nè. Đó. Hôm nay nhận cái chị Duyên được kiểu bị hơn. Mà được cái là hình như là chị Duyên đang đứng trồng hay sao, chị cũng này đối với chị đã mười mấy năm rồi, đã mười mấy năm để thoát một cái cảnh địa ngục trần gian như lại đứng trong chi á không, mười mấy năm để gặp lại ba mẹ, coi như là chị được hồi sinh lại lần thứ hai vậy á. Ôi, hình như mình vừa mới thấy chị Duyên rồi. Xuống không anh, xuống ghi hình được không? Cảm xúc vậy giờ như thế nào? Mừng ha. Cũng buồn.
Cảm ơn anh ha. Bây giờ chị cảm xúc như thế nào? Mừng buồn một nửa mà buồn một nửa. Anh đứng trên xe đây ha. Anh đang đứng trên xe đây. Xin chia sẻ với mọi người là ngay lúc này là mình rất là vui khi mà chị Duyên đã từ bên Campuchia đã về Việt Nam rồi. Chị vừa đi những cái bước chân đầu tiên, chị cảm xúc chị như thế nào? Mừng cho mọi người xem cái khuôn mặt của chị hiện giờ như thế nào nha. Xin phép ạ. Ôi, khóc đứt nở luôn rồi. Mình khóc luôn rồi, bản thân của Bùi Hồ hiện nay đang khóc. Anh, cảm ơn anh nhiều nha. 13 năm rồi. Vui không? Chị, nghe vui. Hôm bữa ở bên Campuchia chị nghĩ là chị chắc là không đây nào để trở về đất Việt Nam. Hôm nay đặt chân đến đây như thế nào? Ăn uống gì chưa? Dạ, ăn rồi. Chia sẻ với mọi người á là thôi bình tĩnh chị. Chia sẻ với mọi người á là cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ là gần như là mình với anh Bùi Hồ là đứng tim luôn. không dám nói trong đoạn clip, không dám nói luôn, vì là thủ tục của chị có một cái chút vấn đề trục trặc và có khả năng là chị không về Việt Nam được, mà may mắn cầu trời sao được ha. Mẹ chị biết là ở nhà quê nhà là mẹ hồi hộp lắm, xúc động lắm. Các bạn bây giờ anh nôn lắm, nhanh về đi không ạ. Lên xe đi chị ha. Hành lý của chị nè, như đây hả? Một cái túi đen nhỏ thôi mọi người. Thôi chút lên xe coi đi ha. Bản thân Phong Bùi và em Bùi Hồ đang ở trong, đang cố gắng kìm nén thôi, chứ thật sự hình ảnh này nó gây xúc động của hai em. Rồi mời chị. Rồi bây giờ hành trình ha. Coi mấy người về đây hát đó, rồi nó lấy đang nhận bên bộ gia đình ngủ rồi nhận mấy mình về nhà, tại ngủ đêm thì chị nằm hết nhận gia đình mình mới về. Rồi về nhà nó ngủ ấy, thấy nó nói buổi tối ngủ hai đứa bạn đó. Nó nói là mấy giờ mày khỏi về nhà nữa đâu, không thấy ba mẹ mày không ai thương mày hết trơn, ai cũng mạnh, ai cũng bỏ mày đi, ông ngoại mày già có lo được gì cho mày đâu, mày con gái càng ngày càng lớn mày càng phải có tiền sắm sửa kia trong xe chứ ta, chứ không phải mày để mày chị ai mà thương mày. Rồi gia đình mày cũng đang khổ, mấy mày qua bà qua bên đó thôi, chỗ mẹ tao ở bên Campuchia bên qua bãi mày chị bàn mẹ tao cũng được, tới tháng mà có tiền mày gửi về cho ông bà ngoại mày, tưởng vậy đi theo nữa, đi qua bên Campuchia có luôn, đi dắt vô quán cạo gió trên Campuchia. Quán gì chị? Quán cạo gió. Dạ. Dạ, đại bản cạo gió. Rồi đại chúng nó, rồi nó không biết nó có mượn tiền bao nhiêu, rồi nó đi, nó mày ngồi đây, tao đi mua cơm cho mày ăn, chưa mua cơm về ăn hai đứa, tao mày cũng chưa ăn gì, sáng giờ bạn về, thôi mình cũng mệt, để cho bạn mình đi mua cơm cho mày ăn hai đứa, mới qua mình cũng không biết gì, đi mua cơm đi hoài, chạy đậu hoài, không thấy về. Mới về ngày đầu tao thấy chủ nhà tao thấy mình mệt, tao không cho tao chưa mình đi ngủ đi cho hết mệt, rồi hả mơ hay làm chuyện mình tưởng nó là mẹ nó thương mình đó, tội nghiệp mình bạn của nó thì cho mình đi ngủ rồi mơ hả làm rồi công việc nhà gì bả gì đó, nhà có đâu mơ qua phía sau bắt tiếp hết này hết người này tới người kia không làm bỏ quánh cho mình này người kia quánh, rồi giờ nhỏ đó cũng không biết đi tới đâu mất tiêu. Lúc mà chị của mình mà chị đi học là lúc đó là chị học lớp mấy? Học lớp 6. Dạ. Thì chị buồn chuyện gia đình thì chị mới tìm đến người bạn của mình. Dạ. Rồi chị ngủ ở đó. Dạ. Lớp 6 mà 13 thì ngày đầu tiên chị ở
sau đó là họ bắt chị đi tiếp khách hả? Dạ. Nhưng mà không đi tiếp khách thì sao chị? Quên. Họ có tìm... Lúc đó chưa rồi. Một thời gian sau. Chị có thể kể tiếp cho mọi người nghe hiểu thêm. Họ yên tâm thấy mình làm rồi chập chờn vậy đó. Người ta cho mình chơi mấy cái hàng trắng, chơi cái... Người ta kêu ma đá. Ma ti đá. Dạ. Rồi cho mình chơi mấy cái đó, cho mình điền đi đâu cũng không được. Phải ở chỗ đó làm, gắng làm mới có tiền chơi. Nếu mà mình cho bỏ đi thì mình không có tiền chơi. Không, rồi người ta cho mình chơi cái đó. Cho mình chơi, nhưng mà ngày nào mình chơi rồi mà mình không chịu làm, mình mệt, mình bệnh, mình không làm, tao cũng nhận quên. Rồi dù cho mệt, bệnh, mệt chỗ nào, tao cũng phải kêu mình gắng làm kiếm tiền. Tại vì mình nói mình thiếu tiền quá nhiều, không biết trả cho nào nữa. Bởi ta làm đủ, chị cũng phải gắng làm tiền trả. Lúc đó thì cái tuổi của chị còn rất là nhỏ, là mới 13 tuổi thôi. Thì chị biết đó là một cái chất gây nghiện không? Dạ không. Nhưng mà tại sao chị lại không biết, tại sao chị lại hít đó? Mình không biết, người ta ép. Ta ép mình hả? Dạ. Ta nói mình như thế nào cho chị hả? Ừ. Lâu ta kêu không biết cái đó đi cho khỏe vắng mình. Hăng hái là đi làm cái mấy mau ra tiền trả cho mấy mau hết nợ mới được về nhà. Rồi mình nói, mình nghĩ là chắc người ta làm theo lời tao, dẫn tao mau hết nợ tao sẽ cho mình về lại nhà mình làm hoài. Năm này qua năm kia không lấy lợ, không lấy hết. Mỗi một ngày thì từ tiền thu nhập mình tiếp khách đó thì chị được bao nhiêu tiền? Em không được tiền đâu, tiền người ta lấy hết. Người ta lấy hết. Còn tiền chị nhận lại làm sao để mà sau sinh sống? Chị có nhận được tiền từ khách kho không? Nhập ngày được 10.000, 20.000, nhập ngày không có. Rồi người ta chỉ nuôi mình ăn uống thôi. Ngày hai bữa cơm. Hai bữa cơm. Dạ. Yeah. Còn tiền mà mình ngồi với khách thì chủ đó lấy hết. Dạ. Yeah. Chủ đó là người Việt hay là người Cam chị? Dạ. Yeah. Chồng vợ Campuchia, vợ Việt Nam. Chồng Campuchia, vợ Việt Nam. Chị tổng cộng thời gian mà chị ở trong đó là bao nhiêu lâu thì họ mới đuổi chị ra? Người ta không đuổi đâu, tại mình trốn đi. Mình ở trong đó cũng cả 5 năm. 5 năm? Dạ. Rồi làm sao mà chị có thể trốn đi khỏi cái nơi đó được? Nhờ mấy chị vợ gái làm trong đó trước mình, người ta làm kiểu mà nhà người ta ở gần đó. Người ta làm cái đồ, người ta biết đường đi chỗ nào sao, người ta chỉ, người ta kêu xe để cho mình đi. Kêu xe để chở mình lên chỗ đó gì đó vậy đó. Rồi về chị trả tiền xe cho. Họ nói rằng là rồi lại, chị chỉ nói lại đó đi, rồi có người Việt Nam rồi xin cơm ăn, rồi nói cãi người ta nghe đi, rồi tự ở, rồi lâu lâu làm coi ai mướn thì làm, thì nó kêu ra chị làm đi, rồi người thể dành tiền đi về Việt Nam thì được bắt đó. Không. Như Phong có chia sẻ thì trong 13 năm sống một cái cảnh địa ngục trần gian thì có người khách nào mà làm cho chị ám ảnh nhất trong cái cuộc đời của mình, những cái ngày mà tháng mà chị không muốn nhớ đến không? Có người khách Campuchia ấy làm việc rồi nửa khuya vướng mình ngủ khách tại khách sạn á, rồi ngủ tại khách sạn nói chủ là cứ có một người lên đó, hai ba người trên đó mình không chịu, mình đòi về liền cho chủ kêu cho mượn điện thoại điện nói với chủ nói lỡ thôi mình ngủ đi, có chết chóc gì đâu. Không đâu, con đi về lại. Cái ông đi vô tắm, cái đầu hai ông kia đi mua bia lên làm uống. Cái đầu mình ngoài này mình chạy, mình chạy xuống nhà trọ xuống dưới lại. Mình chạy ra ngoài khỏi cửa, cách hai cái nhà mình chạy vô nhà để trốn. Trốn không cầu trong chi ra, ông mở cửa không thấy mình, ông chạy đi theo. Ông chạy đi theo cái đầu, ông cầm súng theo cái đầu. Ông hỏi mấy người đó, người ta chỉ mình trốn trong nhà đó. Ông vô, ông quánh lên đầu mình, dắt mình về, ông lấy tiền lại. Ông lấy tiền lại, rồi chủ mình quánh mình thêm, lấy cái súng quánh lên đầu mình cái nữa là hai cái. Thế giờ mình sợ. Có nghĩa là anh khách đó, anh cầm
cây súng anh đi kiếm chị. Gặp được chị thì anh lấy cái cán súng đó anh đánh lên đầu chị. Và khi mà chị rời lại nơi chủ của mình thì chủ của mình lại đánh thêm một lần nữa. Và đó là hai lần ám ảnh nhất trong cái cuộc đời của chị. Lúc đó là khoảng bao nhiêu giờ hay mấy giờ hả chị? 2-3 giờ khuya. Tại 2-3 giờ khuya. Ở tại ước đi ngủ lúc đó là 12 giờ mấy, sẽ sẵn đóng cửa quán đó. Rồi đi kiếm nhà trọ gì nữa cũng mất thời gian, chị sẽ đi mướn nhà trọ. Rồi mướn cái mướn được nhà trọ thì cũng vô cả 1 giờ 2 giờ, rồi nói chuyện qua lại nữa cũng 2 giờ mấy. Cái khoảnh khắc ám ảnh nhất là cái khoảnh khắc trong đêm khi mà anh chạy thất thần. Anh nhớ ngày xưa có một cái chiếc gì đó chạy đi trong đêm đó không, nó gây cho anh ám ảnh từ xưa đến giờ. Nghe chị Duyên kể lại nó giống như là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện gì đó rất là bàng hoàng trong cuộc đời. Bây giờ thì những cái món ngon mà đối với chị Duyên á là bao nhiêu năm rồi không được ăn? Mình lúc đầu mình tính ra là chỉ có 13 năm là lưu lạc bên Campuchia thôi, nhưng mà thực tế thì phải 20 năm. Tại vì lúc chị đi lớp 6 tức là 13 tuổi, bây giờ chị 34 tuổi rồi, chị mới đi vệ sinh lại và cũng là người đã sốc lại tinh thần rồi, tại vì đêm qua giờ rất là mệt. Hôm nay thì đây là bữa cơm trưa của ba anh em mình, anh Bùi Hồ và chị Duyên. Tối nay được ăn cơm với mẹ rồi. Sớm đang chờ chị dữ lắm nha. Chị có chia sẻ rằng là chị ở bên đó lâu lâu chị cũng được ăn món canh chua, nhưng mà nó sẽ khác với lại canh chua của Việt Nam mình. Tại vì cái món canh chua này ngày xưa thì mẹ của chị á thường hay nấu cho chị ăn. Chị thấy canh chua này sao chị Duyên? Giống ngoại nấu không? Không lấy không chán. Đây cho mọi người nè, đây là thịt kho, ba gọi kho. Ở đây là canh chua cá lóc ha, còn bên kia là cá chiên, cái món mà ngày xưa là chị thường thích ăn ngoại mình nấu á. Rồi mời chị ha, mời Phong ha, lấy cá chiên cho chị nha. Cá chiên ăn mặn mặn này, đuôi đi cho dễ xương. Chua miền Tây là vậy á. Em để qua chị về cho chị Duyên luôn kìa. Cảm giác lúc này sao chị Duyên? Vui. Vui hả? Ăn ăn, cứ ăn tự nhiên đi. Qua cây cầu nữa này nữa thôi thì chỉ còn hơn 10 km nữa thì sẽ tới nhà của chị Duyên. Bây giờ thì chị Duyên vẫn đang say ngủ. Chị đang đi kiếm nhà mình kìa. Kiếm này à. Trời rồi sao nhớ nhà được. Mình đi bà tốn.
Câu chuyện chia sẻ như thế này nè chị Duyên, em của chị có nói rằng là ngoại ngày xưa khi mà hay tin chị mất tích á, thì hàng ngày sáng ngoại đi móc bọc và chiều về ngoại phải đạp trên một cái chiếc xe đạp đi kiếm. Ngoại cứ nói là ta phải đi kiếm con Duyên, và đến khi mà cái ngày mà ngoại của chị ra đi mãi mãi thì bà vẫn nhắc đến chị. Đây đây là mẹ của chị nè, nhìn đi, nhìn kỹ đi. Dạ. Thấy mẹ sao? Mấy năm rồi? 27 năm chứ không phải là 13 năm, đúng không cô? Đi từ lúc lớp 6 là 13 tuổi, năm nay là 34 tuổi, 21 năm rồi. Cô kể cho bà ngoại biết rằng là lúc mà bà ngoại còn sống á, đi tìm chị Duyên như thế nào? Vì nó cho ra nó được lo thật luôn, lo gì nó ở với ngoại nó, ông ngoại lo gì cho nó, kêu gì chọc nó lại giùm cái chị Hoàng. Tại vì đó, nó bỏ nó là cho mà ngoại nó từ nhỏ đó, tạ đó đi lấy chồng khác rồi, nó lo gì cho con cũng được không? Ông ngoại nó đi chết vì nó gầm nhất. Bà hỏi chị nó kìa, nó hỏi bà má với ba đi kiếp gì qua đây ngồi nè. Dạ. À, chị Duyên thắc mắc là lúc mà chị Duyên 21 năm bỏ xứ đi qua Campuchia
Thì 21 năm qua bà ngoại như thế nào ạ? Ngoại nhà nó sẽ chắc chứ trẻ, bà đi xe kéo qua, bà kéo về với ngày nào bà cũng đi lên chợ, bà tìm tìm cháu cho nó, mà bà tìm hoài không thấy. Chứ vô lần cũng đâu có nhờ có cái hộ khẩu này nhập bên bà ngoại đó, mới nhập cho nó mới có giấy tờ, chứ nay cũng không có. Bà thương nó cỡ đó. Dạ. Rồi bà nghĩ nó cũng chết, rồi bà cũng nghĩ chết rồi, đâu có nghĩ ấy đâu, vậy mà bà còn nhập vô hộ khẩu vô cho nó, nó mới có giấy tờ, mấy cái tên nó mới có, chứ lần gia đình thì không, rồi không có hộ khẩu nhập vô của bà ngoại. Có nghĩa là khi mà bà ngoại còn đi kiếm Duyên vẫn không gặp, dạ, thì bà vẫn nhập cái tên của còn Duyên, nhập, chị Duyên vô hộ khẩu luôn. Dạ, nhập vô hộ khẩu luôn. Bởi vì cái tên của nó có trên cái còn hoài trong cái tên chứ không thôi. Chứ bà không nghe bà theo như người ta, rồi người đàn bà ngoại khác là nói giấy tờ nó đâu có đâu. Bà ngoại nói thương nó mà thấy đến đổi không có nó, mà bà cũng lấy cái tên khai sanh của nó là đi nhập hộ khẩu cho nó. Thấy nghĩ đâu có là nghĩ nó còn sống đâu, tưởng đâu nó đi là tưởng đâu nó mất tiêu luôn rồi. Đi hồi phút nó có mười mấy tuổi đó mà nó đi theo bạn bè mà nó đi không biết đường nó về luôn. Đâu có nghĩ rằng nó bị vậy đâu. Giờ nhìn thấy bà ngoại rồi. Như là cuối cùng cuộc đời của con là con sống lại đó. Con chết rồi, giờ mấy cứu này, mấy chứng thì chết cuộc đời con lên rồi. Con đã sống lại lần thứ hai rồi đó. Con phải nhớ đó. Con phải hứa với mấy chú này là con làm lại cuộc đời, hứa với cộng đồng mẹ đàng hoàng. Dạ. Con phải hứa đi, hứa với cộng đồng mẹ thì con phải làm lại cuộc đời. Mà thấy mà. Thôi chị lại chào mấy bà đi ha. Chị chào mấy bà đi. Ờ, tại vì là mấy bà cũng đợi chị về từ sáng đến giờ. Mẹ nó có tiệm mua cơm ăn không? Nó đi cho tiệm mua cơm. Dạ. Nói chồng nói tao quá. Dạ, có tiền tao vẫn cho tiền con ăn được. Có đây gì quà cũng cho tiền, ở đây sống gì cũng cho con ăn cơm được. Nó con khẩu sợ đói, mình lên con khẩu sợ. Cũng hơi vàng đổi nó qua cho ăn rồi. Mình có, mình có, nó còn lấy của mình thêm nữa. Đó là gì vậy đó? Nên nó là người ta đói quá, nên là người ta phải giành giật nhau. Ở xứ này là bà con đây là người ta bố thí dữ lắm. Ở chợ nói chung với thằng cặp chia cái bên tối ngày nữa cũng là bếp chai có, nó cứ lấy hoài ăn cắp hoài, bữa nào sáng bán đủ tiền ăn cơm chứ. Giờ con về đây rồi con mở chợ đói nữa. Ở bên đó nha mấy cô, là chị này là ngủ một cái chòi, kế bên là một cái chòi của người Campuchia cũng nhặt ve chai á. Cái chòi kế bên á thì người ta họ vậy nè, hôm nào nhặt ve chai được nhiều á là tối không ngủ được, phải nằm cho đóng ve chai nè, cái lén nó rút lấy, lén rút lấy, có khi không đủ ve chai để hôm sau bán luôn á. Ở bên đây một ngày một hộp ba cửa cơm đúng không, cái hôm qua bên đó là không có cơm ăn, đói xỉu cả đêm hôm đó đó. Hôm gặp chị này nè, còn đi nhặt ve chai á là chỉ đi nhặt theo khung giờ thôi, 5 giờ chiều cho tới mấy giờ? 5 giờ chiều tới 9 giờ tối. 9 giờ tối mà lấn ra một phút á là bị đánh, tại vì ban ngày là người ta nhặt hết ve chai rồi, cho khung giờ đó ít tay mà đổ rác á nhặt. Bây giờ nè con có đói chưa? Đói chưa? Bụng chưa? Đói bụng chưa? Đi gọi kêu mấy đứa đi mua cho con hộp cơm. Đi mua nha. Đói rồi. Cảm ơn nhiều. Ngồi ăn cơm đi. Ngồi xuống ăn cơm cho mấy chú. Tối rồi. Về. Không có cảnh nào. Cái clip vui. Cái hôm qua. Có ăn muỗng đó bà.
bển đâu có được ăn ngon giống vậy đúng không chị? Thậm chí là đôi lúc mà chị Duyên có chia sẻ bên kia người ta giành giật cái miếng ăn của mình thì về quê hương mọi người lại cho chị ăn rất là đầy đủ nè. Và thậm chí là người ta còn, các cô các bà ở đây còn nói với nhau á là không có sợ đói đâu. Ăn đi chị. Đây là cái phần cơm có cái ăn Bảy uống đi mẹ con là uống nhiều nó má đi qua xe qua nè sao hai mấy năm rồi ăn cơm Việt Nam thấy sao ngon ngon quá đấy ngon hai 21 năm mà bây giờ ăn là học cơm Việt Nam cho nên chưa ngon học có cơm sườn hả cơm cứng kìa à cơm thịt đấy chào mấy anh ông gì ta đấy chào mấy bạn ở đây ăn những ta không khổ người ở khổ rồi đấy. Mình kia ai chụp hình với ai? Không gặp ổ ông còn rẻ rồi. Có hát gì ở cơm bên đó không chị? Giống cơm bên kia không? Không giống rồi. Chị nói á là chị nói là ngày xưa là khi mà ở nhà với ngoại á là ngoại thường hay nấu cái món là cá biển chiên với lại canh chua. Thì lúc trưa thì chị cũng có dùng được cái món đó nhưng mà chị không có ngon bằng ngay tại ở ngôi nhà như thế này. Nhưng mà chị cố gắng lên nghe chị Duyên nha. Mọi người đang rất trông chờ vào chị để làm lại một cái cuộc sống mới ngay tại quê nhà. Thì tụi em sẽ cố gắng. Mua phế liệu ở vòng vòng ngay chỗ chợ Long Xuyên này. Còn chị thì ở tại nhà để mà thắp hương cho bà ngoại, ông ngoại. Đồng thời là sẽ bán một số cái nước uống nè, như là hoặc là tập quá đó. Thì em đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Xuyên ở Nhật Bản đó, hỗ trợ cho chị tái thiết lại cái cuộc sống mới của mình với số tiền là 10 triệu đồng. Thì mong là mình sẽ thời gian tới mình sẽ có một cái chi phí để mình làm lại cuộc sống như lúc đầu tại đất nước Việt Nam. Chị nhận giùm em ha. Cảm ơn. Chị điếm lại giùm em. Mạnh Thường Quân. Chị điếm lại. Đây đây. Biết tiền cho, biết tiền cho. Chị biết tiền chưa? Chị biết đây là tờ nhiêu? Tờ số. Nhiêu? Chị coi giùm em. 500 ngàn. Hài quá. Tại đó có đi học. Nó cáo lên chị cái tiền phải không? 10 triệu, em gửi cho chị 10 triệu ha. Thì mình sẽ làm hàng sáng chúc cho chị, thay mặt cho chị Xuyên cũng như là Mạnh Thường Quân của em Phong Bụi, thì chúc cho chị với cô có một cái sức khỏe dồi dào để mình có thể mưu sinh trong cái khoảng thời gian sắp tới ha. Ngoại đã mất, chị và mình chỉ mong ngoại an nghỉ nơi suối vàng. Vì chị Duyên, cháu của ngoại đã về, đã về với ngoại
với gia đình. Hôm nay cả gia đình được đoàn tụ, ngập ngụa trong nước mắt của sự hạnh phúc. Cuộc sống mới trên quê hương, trên đất nước Việt Nam, được bảo bọc từ người thân, hàng xóm thân thương. Cuộc sống của chị Duyên còn rất dài và bao vàng khó khăn ở phía trước. Tụi mình chỉ mong chị sớm cố gắng vượt qua, làm lại từ đầu. Và cho phép Bùi Hồ tạm kết thúc cái câu chuyện của Duyên, cô gái bị lừa bán sang Campuchia tại đây. Kết thúc một cái cuốn phim buồn mà nó dài như một bộ tiểu thuyết nhiều tập, mà chị Duyên là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này. Nó phát họa đầy đủ những cái góc khuất của cuộc sống. Qua đây thì cho phép Bùi Hồ gửi lời cảnh tỉnh đến các bạn trẻ: đừng nhẹ dạ khả tin mà nghe lời người lạ bị lợi dụng một cách đáng thương. Xin chúc tất cả mạnh thường quân, cô bác, quý anh chị sức khỏe. Và kết thúc đoạn clip này, Bùi Hồ xin đọc lại những cái câu thơ trong bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.